Rồi. Đưa tao. Đưa tao, tao, tao. Tao soạn tí. Soạn gì? Người uống lá, vậy giờ chút xong bài trẻ bài nữa chi. À quên quên. Bây giờ là một ảo thuật bài rồi. Đây. Giờ thì mày phải để tao rút chứ. Uống lá rút nhiều quá chia cho nhanh. Không, để tao rút. Thì rút uống lá nó xong. Thì cứ để tao rút. Rồi rút nào rút không? Ừ. 2 4 6 điểm điểm đấy. Điểm 6. Yên tâm đi. 7 8 9 10 11 12 13 đứa con đó 14 quá tao lớn tao chưa nhớ. Tao chưa biết con nào hết hả? Rồi rồi, tao chưa coi con nào. Còn nó đang giống. Đưa quay qua chút mặt này giờ. Rồi. Đưa tao. Đưa tao con tư. Tao soạn tí. Soạn gì? Đúng lá vậy giờ chút xong bài nhẽ bài nữa chi. À quên quên. Rồi. Một ly trà sữa đi. Không, chạy bài cơ. Không, tao thấy mày sắp mày còn một ở dưới rồi, nếu chịu đâu. Không thì đưa tao kinh một cái. Nếu để tao kinh luôn, trẻ luôn. Giờ sao? Giờ thiệt chứ tôi giờ tôi cũng không nhớ con nào nữa. Từ từ để đi. 3 lá này, 4 lá này, 5 lá này, 6 lá này, 7 lá. Mà nhớ được hết hay ta? 7 lá này. Trời ơi, không đúng lá nào. Nay đi học. Bạn em giải trí đi học tiếp. Bây giờ sẽ kiểm nghiệm lại. Mà tôi không biết đúng hay không nữa. Mày xếp lại đi, xếp lại đi. Xếp lại xe ra. Rồi quay lên. Cũng biết đúng hay sai để phải coi lại mới được. Rồi cảm ơn các bạn nha.